Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 15 tây tháng 7 anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em tầm khoảng mười mấy lô máy anh em, mười mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, cho nên nó là anh em về tự dọn nổ ha. Máy này là em bao cho anh em là hơi lửa ngon lành, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ anh em. Rồi hôm nay thì máy chưa dọn nổ, lên cho anh em thì hôm nay có là G3K anh em. Đây G3K nồng 37 ly anh em. Echo QX 262 nồng 34 ly. Một cặp TD24 anh em, bình xăng trên. Rồi một cặp TD24 bình xăng dưới ha. Rồi đây có một cặp TD33 nữa nha anh em. TD33 nồng 37 ly, bình xăng dưới luôn nha anh em, bình xăng dưới luôn ha. Rồi ở đây có con cắt cỏ đẩy nữa nha anh em. Rồi con cắt cỏ đẩy này em vô cái lô này là lô số 0 đi ha, lô số 0 nha anh em. Một con cắt cỏ đẩy. Hôm qua thì em lên một cặp thì em bán rồi nha anh em. Hôm nay thì tiếp tục lên một con nữa ha. Con cắt cỏ đẩy này thì cái sườn nó còn bao đẹp luôn anh em, lò xo mà nó còn bóng nữa nè. Bánh đồ còn đẹp luôn anh em. Cái đầu bò này thì nó đang thiếu anh em. Thì để ngày mai em sẽ lắp cái đầu bò vô cho anh em ha. Rồi con máy này là con máy cơm Mitsu anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Con này thì bán cho anh em là 1 triệu mốt ha, 1 triệu mốt. Con này con số 0 anh em, con số 0. Nòng 34 ly anh em. Con cắt cỏ đẩy. Rồi em vô con số 1 anh em. Con số 1 là cái con này là con G3K ha. G3K nha anh em. Cơm Mitsu G3K bình xăng trên. Rồi con này nồng 36 ly anh em, con số 1 này bán cho anh em là 2 triệu mốt, tay lá dài luôn. Tem mát còn bao đẹp anh em. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 1 anh em, 2 triệu mốt. G3K bình xăng trên. Thấy đây đây. Đây con G3K anh em. 2 triệu mốt ha. Rồi con số 2 anh em. Con số 2 con này là con Echo QX. Con này là nòng 34 ly anh em, 262 ha. Nòng 34 ly. QX đời mới, ta lấy dài luôn nha anh em. Con số 2 này là 1 triệu 3. Đầu bò chén kẹp dao em bao đầy đủ cho anh em luôn. Tiếp theo là lô số 3 anh em. Lô số 3 thì nó là hai con Kawasaki ha. TD24 bình xăng trên nha anh em. Bình xăng trên. Rồi hai con này là 650 ngàn cây. Hai cây là 1 triệu 3. Tum của nó là tum G anh em, tum G này là tum G 260 ha. Thì hai tum G 260 thì rất là thông dụng anh em, mình tháo cái tum láp cần láp ra thì mình thay đổi đầu máy được luôn ha. Tay lái cũng là tay lái dài. Rồi đầu bò chén kẹp dao em bao đầy đủ luôn nha anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 3, hai con Kawasaki TD24 bình xăng trên. Hai cây 1 triệu 3. Lô số 3. Rồi lô số 4 là con này là con Shindewa anh em. Shindewa là Shindewa S20. Để em coi S20 mấy. Rồi con này S23 anh em. Em đã lên cái chế của nó là xài chế của anh Gồn 2 kim mới anh em. Rồi con Shindewa thì bán cho anh em là 800 ngàn ha. Con này tay lái của nó em sẽ tặng cho anh em tay lái dài luôn. Con số 4 này 800 ngàn anh em. Con này thì em đã nổ luôn anh em nghe anh em, dọn nổ rồi. Rồi con này thì nó bể cái áo rồi nghe anh em, bể cái áo ha. Rồi anh em nào chốt quá thì em sẽ bớt cho anh em là 100 ngàn anh em, bán cho anh em 700 ngàn luôn ha. 700 ngàn anh em. Con này 800 ngàn, bớt 100 ngàn cái áo ha, cái áo nó bị gãy anh em. Rồi con số 4, 700 ngàn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn. Tiếp theo là lô số 5 anh em. Lô số 5 là hai con ha. Một con TD24, một con là TA24. Rồi hai cây này là 1 triệu 3, 650 ngàn cây, nồng 32 ly anh em, bình xăng dưới luôn. Tay lái dài anh em, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn. Rồi ở đây em có hai cái đầu máy anh em. Hai cái đầu máy này là hai cái đầu máy Echo 209 ha, bình xăng trên. Rồi cái này thì hơi lửa ngon lành nha anh em. Anh em nào chốt thì em sẽ test sân mồi cho hai con này luôn ha. Hai con này em bán cho anh em là 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn. Hai đầu 500 ngàn, hơi lửa ngon lành. Máy thì còn bao đẹp nha anh em, bóng hới à, bố côn nè. Dày cui luôn nha anh em. Rồi bán cho anh em hai đầu này là 500 ngàn nha anh em. Makita. Makita này nè, nó cái đời này đời Echo 209 nha anh em. Rồi nồng 32 ly còn bao đẹp. Rồi hai đầu này bán cho anh em 500 ngàn anh em, hơi lửa ngon lành. Lô số 5 rồi, tiếp theo là lô số 6 anh em. Lô số 6 là hai con Kawasaki ha, TD33 anh em. Nòng của nó là nòng 37 ly anh em. Cái này thì nó không có bình xăng lớn ha. Không có bình xăng lớn cho nên em đã độ cho nó hai cái bình xăng lớn nghe anh em, hai cái bình xăng lớn của mới của thằng TL33 ha. Rồi, lắp cho anh em hai cái bình xăng lớn mới luôn.
Rồi ta lấy dài anh em, đầu bò trứng kẹp đầy đủ. Lô số 3 này là 2 cây là 2 triệu mốt ha. 1 triệu đã 50 ngàn 1 cây. Lô số 6 nha anh em, lô số 6 chứ. Lô số 6 2 cây 1 triệu mốt, ủa 2 triệu mốt. Kawasaki TD33. Nòng 37 ly anh em. Nòng 37 ly. Rồi hôm nay thì em độ cho anh em là 2 cái bình xăng lớn nha anh em. Rồi anh em nào chốt cái lô này thì em sẽ lắp cho anh em cái bộ bình xăng da bơm vô đây ha. Tại vì bữa nay mấy thằng lính nó làm chưa kịp nè, nó còn gắn cái bộ xăng phao nè. Tại vì cái máy này nó nằm ở trên cái ba lô nè. Máy này nó nằm trên ba lô ha. Rồi anh em nào chốt cái này thì em sẽ lắp cho anh em cái bộ bình xăng con quanh gồ nè, ra ngang ha. Rồi lắp bình xăng TL33 nè, liền lạc ok luôn nha anh em. Rồi hai con này thì là nòng 37 ly. Lắp bình xăng lớn của TL33 nè, ngày mai lắp bình xăng của thằng ga ngang quanh bờ gồ vô cho anh em luôn ha. Anh em nào chốt cái cặp này thì ngày mai em sẽ làm, em sẽ gửi hình cho anh em ha, bao đẹp nha anh em. Rồi 1 triệu 50 ngàn cây ha. 2 cây là 2 triệu mốt. Kawasaki TD33 nòng 37 ly. Lô số 6. Rồi con này là con số 7 nha anh em. Con số 7 là con Sinewa ha, Sinewa này là Sinewa S25 bình xăng trên nha anh em. Rồi con này bán cho anh em là 750.000đ. Tum của nó là tum trắng luôn nha anh em, tum trắng luôn ha. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Sinewa S25 bình xăng trên. Rồi con số 7 này là 750.000đ. Đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn nha anh em. Sinewa S25 bình xăng trên. Rồi con này 750.000đ nha anh em. Con số 7. Số 7 rồi lên số 9 nha anh em, không có số 8 rồi. Rồi số 7 lên số 9, con này là con Kawasaki. Ủa con này là con Genos Komatsu G2K nha anh em. Con số 9 là 1 triệu ha. G2K nòng 34 ly. Komatsu nha, Komatsu G2K nòng 34 ly nha. Rồi con này 1 triệu ha, dòng máy Komatsu. Ta lấy dài nha anh em, đầu bò chuyển kẹp dao đầy đủ luôn. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 là con này là con Rubin NB03, NB30 nha anh em. Con này nòng 36 ly ha, con này bán cho anh em 800.000 nha anh em. Tum là tum lớn, bố cung lớn luôn, tàu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn nha anh em. Rồi con số 10 này là 800.000, Rubin NB30 ha. Nòng 36 ly. Rồi tiếp theo là lô số 11. Số 11 là con Hitachi nha anh em, Hitachi này là Hitachi 23. Rồi con này là tum gời luôn nha anh em, tum gời luôn ha. Tay lái dài con số 11 là 500.000. Đầu bò chén kẹp dao em bao đầy đủ luôn nha anh em. Rồi lô số 11 ha, 500.000, Hitachi 23. Lô số 12 là hai con Echo, Echo Kyrgyz nha anh em. Cái này là 260 ha, nòng 34 ly. Rồi hai con này thì 1.450.000 cây nha anh em, tum gời luôn ha. Chế quanh gồ hai kim, ta lấy dài luôn nha anh em, đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ. Lô số 12, 2 cây là 2.900.000. Rồi số 13 nha anh em, số 13 là con Sindewa ha, Sindewa S25 bình xăng trên màu xanh nha anh em. Con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi con số 13 này là 800.000, ta lấy dài luôn. Đầu bò chắn kẹp đầy đủ nha. Xin đi qua S25 bình xăng trên. Con này 800.000, số 13. Rồi lô số 14 là con này là con Mitsu nè. Con Mitsu TL43 ha, con này nòng 40 ly nè. Nòng 40 ly ha. Rồi con này là con số 14, 1.500.000 nha anh em. Mitsu TL43, con này là hàng mới nha anh em, hàng tàu ha. Rồi con này bán cho anh em là 1.500.000 nha anh em. Ta lấy dài luôn, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ nha anh em. Con này là 1.500.000, nòng 40 ly. Rồi tiếp theo là số 15. Số 15 là con này là con Rubin NB411 nha anh em. Nòng của nó là nòng 40 ly ha. Con số 15 này 3 triệu nha anh em, 3 triệu. Ta lấy dài luôn, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn. Rồi con Rubin NB411 nha anh em, con này số 15 3 triệu. Lô số 16 là Echo 251 bình xăng trên. Lô này 800.000 cây nha anh em, ta lấy dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn ha. Lô số 16 800.000 cây. 4 cây 3.2 nha anh em, lô số 16. Rồi lô này 800.000 cây, 4 cây 3.2 chứ. Lô số 16 4 cây 3.2. Rồi cuối cùng là lô số 17 nha anh em.
Số 17 là con Echo 26 ha, con này 1,1 triệu ha, tay lá dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.